yêu hiểu hà. Anh ra anh hấp cua luộc trứng chúc em ăn sáng nha. Mình hấp cua mình đổ nước sao vậy? Qua mặt cua hai lóng tai. Ôi không, không phiền vợ nữa. Cái công tắc của lò nằm bên nào nha? Nhớ 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 bên trái, bên trái, bên trái. Ủa, bỏ cua vô lò vi sóng mà nó nổ hả em? Khói á. Chúc em tiếp bảo vệ chung cư giùm anh nha. Em ơi! Ngày nào cũng vậy đó quý vị. Tôi không thể nào mà yên tĩnh đọc được cuốn sách luôn á. Một ngày gọi tôi 20-30 lần. Nhà tôi không phải là có 2 đứa con trai, mà tổng cộng là tôi có 3 đứa. Cái đứa lớn nhất là cái đứa phiền nhất. Hai cái chai này có cái dòi giống nhau quá. Này, cái chai nào là chai xịt miệng nha? Không có chai nào là xịt miệng hết á. Chai này cái gì? Chai này là chai nước rửa tay, còn chai này là vệ sinh phụ nữ, vệ sinh cái vùng kính ấy dưới á. Cái chai này không có xịt miệng được hả? Vậy là xịt rồi. Em ơi, anh không có muốn thiệt em, nhưng mà tại vì nó giống thiệt. Hai cái chai này, chai nào là chai sủi rửa mặt thì chai nào chai kem đánh răng thì chính tay anh mua luôn nha. Nó có cái chữ đây nè, cái này sữa rửa mặt. Ủa, ví dụ như mình đánh răng bằng sữa rửa mặt có sao không? Chị là đánh rồi đó quý vị. Em ơi, anh dặn em rồi, mai mốt mua chịu khó mua khác màu khác cỡ đi. Mua hai cái chai giống nhau rồi nhìn sao biết được chai nào là dầu gội đầu, chai nào là sữa tắm. Cái chai nó luôn, tuy là nó cùng màu nhưng mà chai mà sữa tắm nó có cái nắp màu trắng và nó có cái chữ là shower, còn cái chai dầu gội nó có chữ là shampoo. Làm ơn đi học tiếng Anh giùm tôi. Shampoo là dầu gội hả? Nó chết cha. Vậy là ông tắm bằng dầu gội còn ông gội bằng sữa tắm đó quý vị. Hỏi luôn một lần vậy đi. Bây giờ gấp quá rồi, hiểu không? Bây giờ giãn cách không có makeup chuyên nghiệp tới, anh phải tự làm để mà quay clip nè. Bây giờ cho anh hỏi nè, hai cái chai này nè, cái chai nào là son môi rồi cái chai nào là son móng tay? Cái này là chai má hồng đời mới nha, cho nên nó có cái nắp vậy trong này và nhấn thì nó ra nước. Chai này là chai son móng tay. Mình lấy chai son móng tay chi vậy? Biết. Rồi cái này là cắt móng chân đúng không? Cắt lông mũi. Nè, cái này anh tự biết nè, trước khi làm makeup á là mình phải rửa mặt bằng nước hoa hồng để cho nó sạch đúng không? Và mình phải dùng bằng cái bông đúng không? Cái bông mình chấm vô mình rửa đấy, hiểu không? Đúng rồi, này có nhiều loại bông lắm nhưng mà anh thích cái bông này nè, bông này nó dày dày nè, anh nghĩ là nó mất tiền nè, nó đắt nè, nó xịn nè, tại vì á anh rà tới đâu á là nó hút tới đó luôn á. Cái này nè xịn đúng không? Cái này nè. Vệ sinh hàng ngày của phụ nữ. Trời ơi bà, tóc kìa.